Hello, xin chào mọi người, một ngày mới gặp nhau tục lành nha. Xin chào tất cả bà con ha. Mình là Đại Phú Hào đây. Hôm nay mình sẽ quay trở lại quay giải cà phê giả tiêu. Ngày hôm nay là ngày đầu tuần, ngày thứ hai, ngày 9 tháng 3 2020 mọi người nha. Cho mọi người xem tiện đường theo dõi lên buôn bán tham khảo nha. Hôm nay thứ hai thì giá cả cũng có biến động nhẹ nhẹ mọi người nhé, biến động rất là nhẹ. Mong mọi người luôn luôn theo dõi kênh Đại Phú Hào của mình, theo dõi giá cả hàng ngày của Đại Phú Hào, của Hoàng Hưng. Xin mọi người luôn luôn ủng hộ kênh của mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi quay giá cả thực tế tại San Lodo và San Jose, chốt phiên giao dịch hôm bữa thứ bảy, bữa thứ là nó như thế nào, để chiều nay mình sẽ có cái giá mới để bà con tiện đường tham khảo nó dễ hơn nha. Bây giờ mọi người sẽ theo mình để theo dõi giá cả hàng ngày nha. Đây là bảng giá cà phê San London Cafe Robusta hôm bữa ngày thứ bảy mọi người nha, ngày 7 tháng 3. Đây là bảng giá cũ mọi người nha. Mình quay cho mọi người tham khảo để biết chiều nay nó sẽ dương âm như nào nha. Kỳ hàng tháng 5 vẫn âm 29 đô mọi người nha. Kỳ hàng tháng 7 âm 28 đô, kỳ hàng tháng 9 thì âm 26 đô, kỳ hàng tháng 11 thì âm 24 đô mọi người nha. Còn đây là bảng giá cà phê San New York Cafe Arabica. Chốt phiên giao dịch hôm bữa ngày 7 tháng 3, ngày thứ bảy tuần trước. Đây là bảng giá cũ mọi người nha. Kỳ hàng tháng 5 thì vẫn âm 3.95 sen, kỳ hàng tháng 7 thì âm 4.00 sen, kỳ hàng tháng 9 thì âm 4.00 sen, kỳ hàng tháng 12 thì âm 3.80 sen mọi người nha. Để xem chiều nay nó sẽ giao dịch thì âm hay dương để bà con tiện đường theo dõi buôn bán nha. Bây giờ mình sẽ đi quay giá cả cà phê thực tế tại các tỉnh Tây Nguyên và giá tiêu tại các tỉnh cho bà con, cho mọi người xem tiện đường theo dõi buôn bán nha. Đây là giá tiêu các tỉnh ngày hôm nay, ngày 9 tháng 3 2020 mọi người nha.
Bây giờ mình đi quay nhà cả cà phê và tiêu tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Đông Năng, Đắk Lắk. Ngày hôm nay ngày 9 tháng 3 mọi người nhé. Đây là bảng giá cà phê giò tiêu ngày hôm nay tại địa phương mình là xã Phú Lộc, huyện Đông Năng, Đắk Lắk. Giá cà phê 30.09 có tháng 100. Giò tiêu thì 3.81, giò tiêu Hà mọi người nhé. Giò tiêu Hà 500 đồng. Mong bà con mong mọi người lên theo dõi giá cả hàng ngày của Hoàng Hưng Đại Phú Hào tiền đường lên buôn bán nha. Xin cảm ơn rất là nhiều.